Thank you.
cấp niệm bảy Oh.
phụ thần diệu nhiên đại sĩ các tộc các chi
các phái chữ ở tiên linh phổ cập tam thế hoàng gia cựu thù chấp đôi chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn lội đồ tán mạng thủy nạn phiêu linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh siêu phân lạc môn nhất tiết nam nữ hoạn tử vô tử cô hồn đẳng Nam mô
lô Thank you.
thân kiều hiền
Oh.
Mình nắng
Hey, oh, 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 oh.
Oh.
dân tiếng phổ môn tận thủy
sạch đàng tràng quế trược đêm thâm cỏ cây tươi tốt cõi nhờ trở lại tình thân trong ngoài giữa chẳng sạch trơn u hiền thánh phàm quang Ah.
cơ. Khói tỏa
xin điều biển tròn in bóng hoa đà pháp tăng kim cang bậc tích riêng lòng bác bộ bà la môn tiên nhất thiết thanh là chúng nam mô nhất tâm hồn mà thân tầng hư không biên pháp giới đi trồng sát độ chúng chữ Phật pháp tăng kim cang mộc tích về pháp thần a dương hiền lòng bác bộ hòa la môn tiên nhất thiết thần Nam mô Nhất Tâm Hùng Thanh Ai tận hư không biên pháp giới vì trần sát độ trung chư Phật pháp tăng kim cang mật tích về pháp thần a vương thiên long bát bộ bà la môn tiên nhất thiết thanh chúng không quên bổn thể xót hữu tình giờ phút giây này quán lâm pháp hồi hướng hoa đại từ đại bi mang
dùng tự trang nghiêm để tự chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam Mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam Mô Bảo Hòa Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Nam Mô Vô Cấu Phật. Nam Mô Vọng Thi Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Thi Phật. Nam Mô Tha Lưu Na Phật. Nam Mô Thị Thiên Phật. Nam Mô Kiên Đức Phật. Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam Mô Quang Đức Phật. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Nam Mô Na La Diên Phật. Nam Mô Công Đức Hoa Phật. Nam Mô Liên Hoa Quang Vô Ý Thần Thông Phật. Nam Mô Tài Công Đức Phật. Nam Mô Đức Niệm Mật. Nam Mô Thiện Danh Sân Công Đức Phật. Nam Mô Hồng Diệm Đế Trạng Vương Phật. Nam Mô Thiện Vũ Bộ Công Đức Phật. Nam Mô Đô Chiên Thắng Phật. Nam Mô Thiện Vô Bộ Phật. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hoa Vô Bộ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiền Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Con xin đem câu đứng này hồi hướng tất cả cho Tam Bảo cả tánh và tướng trong Pháp Giới hai đế dung tông ân tam muội. Thiện công đức vô lượng như thế con xin hồi hướng không giữ lại. Nếu có chúng sanh nào dạy dỗ bằng thân bằng ý hoặc bằng lời, mời ban ba hoài đạo giải thoát, xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ, mọi giây trí tuệ tùng pháp giới độ khắp mọi loài lên bất thôi. Không chúng sanh không cùng tận, phiền não nghiệp báo không cùng tận. Bốn thứ kể trên thật vô biên, hồi hướng của con cùng như thế. Niệm tâm kinh nhất biến Bà la tăng ít đế
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kết phá địa ngục. Thank you.
Thank you.
thân. Mm-hmm.
mật ngon giờ phút giây này giải thoát hướng qua sáng trọn đời thờ chủ quê cũ đành xa tạo bắc bốn năm tìm chỗ dựa chân mây gốc bể màn trời chiều đất vắng người thăm thang ôi công danh bọt nước chung cuộc nghe hồn về chính suối duy nguyện lương hoài ta bao giờ phút giây này nghe kinh giải thoát hương hoa và mong đời trường thế bút nghiêng mòn cạn thời gian mục nát thư văn kinh những văn chương hình những bóng di nguyện nón quái tam bảo tựa sức nghe mộc ngôn giờ phút giây này nghe kinh giải thoát thương qua thích
thoát tục tăng lưu. Vẹn gìn ngủ giới lòng tu, phạm hạnh ni lưu nết sạch. Hóa quang trúc biết chân thuyền chưa tỏ lý màu. Bụi phủ án kinh gió lật trang như thế. Những hàng xuất sĩ thiền già chung cuộc vô thường không đợi. Di nguyện nương quay tam bảo tự xưng mật ngôn giờ phút giây này nghe kinh giải thoát hương hoa. Tiêu đàn do thảm mê hạnh qua tàn như thế. Những hàng đạo trị quyền môn chung nghe cuộc mây trời gió cuốn. Di nguyện nương quay tam bảo tựa sức mật ngôn giờ phút giây này kinh giải thoát hương hoa. Quang hà
gió mưa bất trắc, thân chu biển cả tiêu đời, đường xa chẳng lường, mạng chết khúc quanh nguy hiểm. Tháng ơi hồn mà lạc theo mây trôi về bắc, khách nương dòng nước cuốn sang đồng, như thế những hà mây đổ duyên quay tạm bảo từ mộc hồn giờ phút giây này. Thân ơi xa trường vắng vắng, oan hồn khóc trần mạc tiêu điều, sương trắng phơi về thế những hàng chiến sĩ trần bông chung cuộc bể cờ sông vỗ duy huyền lương ngoài tam bảo tự giới cả sao đường mười loại cô hồn diện nhiên thông lãnh vì sơn trùng trùng điệp điệp linh hồn khổ đau lội nương nơi cây sầu có rủ lội nao vào cố thủ oan gia giấc bên lạnh đồng qua tiếng vong lưu lạc gần xa thân tình xin triều thỉnh văn minh hiển hiện nhờ sức thần đại chuyển chân tâm cam lộ pháp vị vô ngần giờ đây liễu ngộ thần tâm kính mờ vừa rồi đã triệu thỉnh các vị chúng quy thần tài chấp thành liên hoa cúi đầu lắng ba nghiệp dẹp hết mọi lo toan buông đi lòng vọng động giữ oai nghi tề chính nhìn ý tứ an tường lắng nghe lời khuyên bảo này các chúng cô hồn tôi đã vì các vị sám sạch nghiệp nhiều đời trở lại tâm thanh tịnh thật là duyên thù thắng mới được dự tiệc này pháp hội điều bình đẳng không phân chia dị biệt hãy nhìn vào thực tại ngay đây mà lãnh hội chớ sanh lòng ngờ vực về nương tựa đức phật không thoái thất đạo tâm trao truyền chân pháp ấn điều trọn thành chánh giác trong cảnh giới thanh lương đài sen cùng chung bước nơi đất vàng tịnh độ tự tại dạo thanh nhàn mỗi loài đang hiện diện đem tâm thành quy kính đấng cha lành muôn loại
Phật A Di Đà không quên lời thề cứu thương chúng mê lầm đắm chìm trong khổ thú vui tánh cả tai vàng. Dòng thuyền từ cứu độ vớt hết muôn loài đưa về nơi tịnh thổ liên trì hồ. Từ Phật Hiền Tài Nam.
Thank you.
nói là Phật tử. Tam muội gia gia chưởng ôn mười phương nay to yến tặng cam lồ vị no đồ an vui mỗi nếu được thật chờ ngôn đạo vô thượng công đức đi về cõi vị lai thân ngã cô hồn đều tiêu
tôi đều cùng thành phần nào. Này các vị mỗi loài tôi đây xin cúng dường, thư khen biến mười phương mọi loài đều tiếp nhận. Sinh đi bồ tát đi na bồ tát ya yu sinh đi jama ya sa la ya sa la
qua khứ lai mù kia tra mù. Vừa rồi thanh danh vừa xưng niệm thần chú đã gia trì, nguyện đem công đức ấy soi sáng đường vong đi. Lại nguyện thi tặng các vật thực viên mãn những niệm lành, cũng xin được hồi hướng tiên vong các tộc họ và các loài tình thức trong pháp giới mênh mông có mặt trong hội này, được no đủ pháp vị, phát sanh lòng chánh tín, chuyển hóa nghiệp trọng khinh, u hiển chúng quỷ thần cùng trọn đầy giống tri. Kìa, chốn chốn đều là hoa tạng giới, nơi nào chẳng phải chỗ tỳ lô ngàn hoa tư lai tạng đa tu hoa tạng mô dê mô la ca lạc dê hoa tư lai tạng đa tỳ nô đề tạng đa na đi sư mi vong ngô tu lô tu mi vong ngô a đô la khi tu mi vong ngô tu lô tu mi vong ngô na đi hoa na đi mi vong lai dê đa tạng đi mô vong đi mô tu chân vi tạng đa tạng đi giang tu lô mô. Qua đang tam căn đam qua thứ lâm di mong chăng qua thứ lạc vắng qua mò tác mò dê pháp đồ cúng dường bồ thế phước kỳ tăng hồi hướng viên lành đến chung sanh, những loài tình thức đã tiềm tâm mau qua đất phân chuộng tình ý thành. Mười phương chư Phật khắp ba đời, vận thù hồ hiền quang tự tại, cùng chư thân chúng đại Bồ Tát, hướng thiên đi về đền đi y bằng. Quy y tam bảo thiết phóng đại cam lộ môn, bình đẳng pháp thực công đức viên mạng phổ triêm xa giới. Hòa Nam thánh chúng phổ triêm xa giới. Hòa Nam thánh chúng phổ triêm xa giới. Hòa